Xin nhá, tất cả anh em. Ngày hôm nay thì máy móc Minh Chí xin phép được giới thiệu cho anh em một cái bộ dụng cụ sửa chữa súng bắn bu lông 1/2 của thương hiệu Yato với mã là IT82804. Và đây là mẫu của cái dòng sản phẩm. Ngày hôm nay tôi xin phép được đập hộp. Trước tiên là chúng ta đi vào trong cái phần vỏ hộp trước. Thì đây, đây chính là cấu tạo của súng bắn bu lông, bao gồm là một thân máy này, một pin, sản phẩm 18V, chân 1/2 với đầu bắn là 12,5mm, 300N, sản phẩm 2200 vòng trên 1 phút và 2700 vòng trên 1 phút. Đây anh em có thể nhìn thấy sản phẩm rất là chi tiết luôn, từ 0 cho đến 2200 vòng và 0 cho đến 2700 vòng, 300N, sản phẩm mã là IT82804. Thì đây là lời giới thiệu của nhà sản xuất. Và bây giờ thì tôi sẽ đi vào sâu vào cái dòng sản phẩm này. Đây, đầu tiên là chúng ta đi vào trong hộp của sản phẩm trước. Hộp của sản phẩm, nhà sản xuất có thêm dập nổi cái chữ thương hiệu Yato và mã của sản phẩm ở đây, rất là đẹp. Rồi, rồi, ở trong này thì có một cái tờ catalog rất là dày, giới thiệu về dòng súng bu lông của thương hiệu Yato này. Anh em có thể là đọc qua và biết được sơ đồ cấu tạo các cái dòng sản phẩm uy tín của thương hiệu Yato đang phân phối ở thị trường Việt Nam. Sản phẩm thì bao gồm là một thân máy này, một thân máy, một pin và một sạc thôi anh em. Hàng của Yato thì quá đẹp luôn. Rồi, tôi sẽ quay thật gần cho anh em để anh em nhìn thấy. Đây, tôi quay gần cho anh em nhá. Ôi, ui, quá đẹp luôn. Đây, tốt nhất là cứ phải test súng anh em ạ, bắn thử nhá. Đầu tiên thì về cái phần cấu tạo của sản phẩm, nhà sản xuất người ta ghi rất rõ ở đây, 300N, Yato, 12,5mm, chân 1/2, sản phẩm nặng 1,9 kg. Pin của nó là pin 18V anh em ạ, anh em nhìn này, pin 18V, rất là đẹp. Màu chủ đạo của Yato thì là cái màu đỏ và màu đen. Ở trên phần thân súng này, nhà sản xuất người ta bọc thêm một cái lớp cao su rất là chắc chắn. Và trong quá trình thao tác thì cái đầu súng nó không bị quay. Đấy, giúp cho yếu tố kỹ thuật được đảm bảo 100%. Rồi, ở bên này thì có in cái thương hiệu bóng của Yato, rất là đẹp. Về cái phần tay cầm này, nhà sản xuất người ta bọc một lớp cao su chống trơn trượt để cho anh em hoàn toàn có thể là yên tâm và sử dụng cái dòng sản phẩm này. Ok chưa anh em? Tiếp đến, tôi sẽ zoom gần hơn. Về cái phần đây, pin của Yato thì nhà sản xuất cũng có hướng dẫn sử dụng ở phần pin đây. Anh em hoàn toàn có thể là yên tâm. Hàng của Yato thì rất là đẹp rồi. 230V 50Hz, 0,8A, 2,4A và 21,4V đây. Rất là đẹp. Và sản phẩm này nó chỉ nặng 0,35kg cái cục sạc này thôi. Ngoài ra thì nhà sản xuất có tặng thêm cho anh em 4 đầu khẩu. Đầu khẩu 17 này. Đầu khẩu bao nhiêu đây? Đầu khẩu 21, đầu khẩu 17. Đầu khẩu bao nhiêu đây? 21 này, 17 này. 19. 22. 17, 19, 21 và 22 anh em nhé. Đây. Đây là cái đầu khẩu, 4 đầu khẩu tặng kèm, đi kèm cho cái súng bu lông này. Rồi,
thì súng bu lông của thương hiệu Yato. Sản phẩm này với mã là IT82804. Sản phẩm của thương hiệu Yato. Và giá của sản phẩm thì anh em có thể nhắn tin qua Zalo để bên mình ship hàng về tận nhà cho anh em. Thân máy thì bảo hành 1 năm, pin bảo hành 6 tháng, do thương hiệu của Yato trực tiếp bảo hành luôn. Rất là đẹp nhá. Và các cái thông số của sản phẩm thì tôi đã review rồi, cho nên là anh em cực kỳ yên tâm. Sản phẩm này đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền, tránh tình trạng là mất lòng tin khi mua hàng online. Anh em hoàn toàn có thể xem hàng, test hàng, thử hàng. Nếu mà ok thì anh em nhận, còn nếu như không ok thì anh em có thể giả lại cho bên máy móc Minh Trí và không mất một chút chi phí nào anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.